Đây mình mua loa bên Thuận nha. Mua loa bên Thuận mới 2 ngày về là đã có dơi rồi. 2 ngày về là dơi nó có vô rồi. Mua loa bên Thuận dơi 2 ngày có dơi về luôn. Nó về thì mới được ít thôi, nhưng mà lúc vậy là hiệu quả lắm rồi. Loa mình loa mua bên anh Thuận nha mọi người. Đây cái remote đây. Nói chung là mua bên anh Thuận thì anh chỉ rất là tận tình. Mới đầy 4 ngày thôi là dơi mình về được hơn 3 ký phân rồi nha mọi người. Nói chung là lúc đầu mình ra không kịp chứ lúc đầu nó ra nhiều lắm. Đó, giờ này là nó ra gần hết rồi đó, đi ăn rồi đó. Đến giờ này là mình bật loa nha, mình bật cho mic đến mình để tới gần sáng luôn nha. Đó, loa Thuận đang kêu te 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 đó. Đây. Loa bên cạnh đây nha mọi người. Che cái đầu lại. Này đi ăn. Cái này mình hút phân rồi nha. Để ở dưới này nè, thì cái máy này tiếng nó lớn lắm, nó cũng có thể nó vang tối tối thì im lặng đó, nó vang rộng lắm. Nhân quyền nghe, nhân người xem nghe. Giờ này nhân chưa bắt máy đâu, tại dơi nó chưa ra. Để chút xíu dơi nó ra rồi nhân quay cho mọi người xem. Thì cũng giống như đợt trước thôi, là cũng có cái chọi đó là mình để mình giữ chù lá. Ý thường là khi mà mình thay lá xuống, cái lá dơ thì mình đem xuống đây mình giặt nè, còn cái lá sạch đó xong mình giặt xong, khi mà mình giặt xong á thì mình đem vô mình đổi cái lá kia mình thay lên cho dơ về ở. Mình vô này mình quay cho mọi người xem này. Đó, cái này nó cũng cũ rồi, ba nhân tính vậy quá lợp lại đó. Thì mình sẽ treo lên vậy nha mọi người. Thường là nhà ai không biết ai vô chùa thì bao nhiêu, cái này thì mình cứ vô chùa một sâu gì nè, một ký một sâu treo gì nè, là nhân sẽ xỏ là 8 tàu đến 9 tàu lá thốt nốt. Lá này thì ở đây người ta kêu là lá thốt nốt, thì nhân không biết ở chỗ khác kêu làm sao thôi. Rồi mọi người đợi xíu thì chút dơi nó có gì như gà nó đi ăn á, thì nhân sẽ quay cho mọi người xem nha. Giờ nhân bấm ngưng xíu nha. Khi mà mua máy của anh Thuận đến giờ thì dơi nó về nó khá là nhiều rồi. Một ngày nhân có thể hút, người ta gọi là xúc phân á, nhân có thể xúc được tới là có thể là nửa dạ. Nếu mà chỗ dơi nào xúc một ngày nửa dạ, hơn nửa dạ là đạt lắm, đạt rồi. Thì cũng cảm ơn anh Thuận nhiều đã gửi cái máy cho em nha anh Thuận ơi. Thì nó ra đó mọi người.
dơi thì nó ăn tầm khoảng một vòng vòng là từ khoảng 1 cây số đổ lại. Thì mình cái này là mình nuôi cũng khá là dễ thôi, mình chỉ có cực một cái là mình phải phơi nó, mình phải nắng nó cho nó khô rồi xong mình đem vô mình xúc lại mình bán cho người ta. Thì cái này bỏ cái cây rồng rất là tốt. Thì giờ này dơi nó ra thì vẫn chưa bắt máy đâu, khi nào nó ra hết xong á rồi lúc đó là anh em nó bắt cái máy. Tại lúc đó là con dơi sẽ đi, lúc con dơi mà nó ra nó đi ăn á là nó không có, chưa có về đâu, nó chưa có về kịp. Nó ăn tầm khoảng chừng 1 tiếng hồ nó sẽ quay về cũng được. Đây nè, mọi người thấy nè, nó ra khá là nhiều. Cái này không biết bao nhiêu con mà đếm luôn á. Lúc trước thì nó không ra được nhiều gì đâu, lúc trước nó ra rất là ít, lúc trước là dơi nhân về rất là ít. Nhưng mà từ khi một tuần nay là mua máy của anh Thuận là dơi nó về khá là ok, rất là nhiều. Thường thì mình không có lại gần nha, tại vì mình không phải là mình sợ nó, nhưng mà lại gần là nó xà vô đầu mình, nó trúng đầu mình đau thôi. Mình ngồi xa xa và mình quay cho mọi người xem thì nó về cũng khá là nhiều. Đó, nó bay rất là nhiều mọi người. Thì bây giờ trời cũng tối rồi, thì để Nhân đi lại bật cái máy lên để nãy Nhân đi, như thường tối Nhân mới vô, nhưng mà hôm nay là quên đem cái đèn này. Để Nhân đi lại bật cái máy xong mình vô. Thì cũng cuối video xin chúc mọi người thì có ai có làm chuồng dơi giống như Nhân á thì hãy mua máy của ủng hộ anh Thuận nha, để dơi nó về nhiều. Thì cuối video thì em cũng xin cảm ơn anh Thuận nhiều nha, anh Thuận gửi cái máy cho em xài thì khá là ok anh Thuận ơi. Để khi nào mà ai có cắt chuồng dơi á thì em sẽ giới thiệu, em chỉ mấy cô mấy chú rồi á mua máy của anh Thuận nha. Thì ở trên này nó khá là tối nhưng quay không rõ. Đó, ở đây nó gần nó rõ hơn nè. Nhân sẽ bật cái máy, Nhân bắt con gắn kia trên kia xuống, Nhân đi vô này. Nhân nướng lên, Nhân thì Nhân để dưới góc này không à, hoặc là để trên này cũng được. Để này nó sáng đêm cũng được, nhưng mà thường là Nhân để là tới lúc trước đó thì Nhân để tới sáng, nhưng mà bây giờ thì Nhân để tầm khoảng 7-8 giờ tối là khoảng hình như là lúc trước ba tối là bay lấy là 10 giờ ba sẽ lấy nó vô. Đây, thì mọi người nghe cũng khá là rõ ha, Nhân đứng ở đây Nhân cũng nghe khá là rõ, Nhân đi vô khúc ở trong gần nhà nó vẫn là kêu vẫn gõ bình thường. Đó, giờ nó ra nó đi ăn hết đó mọi người. Rồi cuối video em xin cảm ơn anh Thuận nhiều nha, cảm ơn anh Thuận gửi cái máy cho em rồi giúp em gia đình em có thu nhập thôi. Rồi mọi người có mua máy ủng hộ thì lên YouTube mình kiếm kênh săn bẫy của anh Thuận nha, nhớ mua máy ủng hộ anh Thuận nha. Rồi cuối em xin chào tạm biệt, cảm ơn mọi người nha, cảm ơn anh Thuận nhiều nha. Đó. Chuồng nhìn cũng biết mới làm đúng không anh em, làm mới đây mà mua cái tiếng với mua loa bên anh Thuận á, ở trên mình cũng đi tìm hiểu này kia, mình lên Google YouTube rồi mình gõ vô tiếng dơi này kia rồi
Rồi cái gặp được anh Thận, anh tư vấn nhiệt tình lắm, anh chỉ cái này cái kia đồ, anh cung cấp cho cái lo với tiếng nó. Mọi người nghe tét không, là mình đang bắt tiếng dơi cho anh đó, đang gọi nó về, nó mới nhanh vậy chứ làm mà để không nó biết nào. Đấy, mừng lắm mọi người, mới đây mà đấy, chơi về bữa nay bão hay gì đâu mà giờ mà vậy tới thui. Đó, mọi người thấy không, giờ mình về đó rồi, xong mà găm luôn rồi đó, mọi người thấy không đó, giờ mình đang về mới làm mà nó về số lượng này vậy là mừng lắm rồi mọi người. Mấy tiếng dời ở bên anh Thận dưới lò đồ của anh độ ngặt lắm, xài rất hiệu quả, không có nhiều tiền nha. Đây mình đang bắt tiếng dời, đây là cái remote nè, remote của mình, anh ấy quay cái remote nè, sao tôi thui đó. Trong nhà mình điều khiển bắt đứng qua lại lớn nhỏ lặp lại đồ đủ thứ. Đến hồi mình sáng khiến mình leo, mình lấy cái lò xuống cho mọi người coi nha. Đây đây là cái lò này, rồi cho em thử nè, rất là gọn nhẹ, pin hát một ngày luôn, chắc được 8-9 tiếng đồng hồ chứ không ít. Đây mình xài nè, mình ở trong nhà mình điều khiển cái đồ nhất thiết ấy rồi nè, nè đang hát này không nè. Nè em bấm đứng lại nè, không quên bật công tắc nè, rồi im hát đấy. Nó nhiều tiếng lắm nha anh em, mà tại em xóa bớt, em chừa một tiếng một là tại vì em gắn chung với cái thẻ nhớ mà em đi bẫy chim á, cu vằn cu lép rồi hôm bữa sợ quên nhấn nút lặp lại nè, lúc này là lúc lặp lại, quên nhấn nữa đi em hén nó cu chim gì nó kêu hén banh cái chuồng dơi luôn, cho nên em sợ vậy, em giờ em còn có một tiếng nè em để ra, chừng nào tiếng này không hiệu quả nó mới lấy tiếng khác đấy. Vậy đấy, này lớn nhỏ nè, nè nhỏ xíu luôn, nè, lớn lên nè, nè thấy không, bấm cái thấy không nè, nè nè âm lượng đó, thấy không, mọi người mưa lâm râm luôn rồi, nè. Sáng sớm mưa rồi, tranh thủ vô hốt vào cái phần để giả. Nghe mọi người, để mình lại đây em quay cái phần của em cua dời cái rồi mọi người coi sáng đây nè, cũng vô cái được. Ồ, có con dơi quả hay nó bự trời. Ồ, con dơi này phải đuổi nó đi rồi, nó đậu vô luôn rồi, con quỷ đó, phần của em mọi người. Hôm mới nãy giờ, hôm giờ nó ỉa được trên đây nè, ngày cá ký đây tới trưa em đang hốt đêm phơi là cá ký đó, thấy chưa mọi người, rất là tốt. Phân mình làm chuồng mình ở nhà dày ra bón cây luôn, đỡ tốn tiền. Thôi chào cả nhà nha, thôi lần sau cùng cũng cảm ơn Thận nhiều nha anh Thận. Giờ này 6:15 rồi, thì dơi nó cũng sắp ra rồi, thì nhân có đem cái máy của anh Thận ra đây nè, nhân thấy giới thiệu cho mọi người xem. Thì đây là cái này mệt mình chỉnh tới lui hoặc lớn nhỏ hay tùy theo cái bài. Thì máy của anh Thận thì hoạt động rất là êm luôn, hoạt động nếu mà liên tục thì 10 tiếng à, nhân cũng có thử rồi. Đây nhân mở lên cho mọi người xem, này mọi người nhìn kỹ trên này nha, nếu mà nhân bấm số là nó sẽ có tới lui đó, nó tùy theo bài. Bài thứ nhất nè, bài thứ hai nè, bài thứ ba nè, bài thứ tư nè, bài thứ năm nè đó. Thì mọi người hãy mua ủng hộ giúp anh Thận và bấm vào kênh Săn Bẫy ủng hộ anh Thận nha. Thì giờ này chắc cũng gần 6:30 rồi, dơi nó cũng sắp ra mọi người. Thì chuồng dơi là nó chiều dài chiều cao là nó tầm khoảng 9-10 mét, bề dài bề ngang của nhân thì bề ngang thì chân đó, thì chân qua đó thì nó chân ở dưới thì mình làm cho nó rộng,
thì ở trên thì mình làm cho nhỏ lên, cũng như cái tâm thì dơi nó hạ xuống thì nó rộng thì dơi nó dễ đi ra. Giờ cũng dơi sắp ra rồi, chút dơi ra nhân quay tiếp cho mọi người xem nha. Đây dơi ra mọi người, đây giờ nó ra mọi người thấy là nó đảo đó. Nó ra từ từ chứ nó không ra nhanh. Nó ra vô rất là nhanh luôn. Nó bay ra thì nó đáp với con mũi thì nó vô rồi. Đó, mọi người thấy. Nếu mà mình muốn dơi nó về mau á thì mọi người treo máy của anh Thuận á là tầm khoảng 4 giờ sáng là lúc mà con dơi nó ăn rồi nó về ngủ nha mọi người. Đấy thì nó bay cũng khá là đông luôn. Đang lại gần cho mọi người dễ thấy. Đấy thì nó không có ngại mình đâu. Thì mình cứ gần nó là nó đáp trúng mặt mình nè. Đó thì nó tuôn xuống thì nó rất là nhiều luôn. Một tuần mà được nhiều vậy là mừng lắm rồi Thuận ơi. Thì cũng cảm ơn anh Thuận nhiều nha. Đấy mọi người thấy. Đây thì ở ngoài trời thì nó bay hơi xa thì mọi người thấy không rõ chứ nó như vậy là cũng mừng lắm rồi. Đây đó, nó ra vô rất là mau luôn. Rồi mọi người nhớ chủ, nếu mà có ai có làm chuồng dơi thì mình cứ chú ý là mình phát quang xung quanh nha. Mình đừng để cho nó có cỏ hay nhiều nha. Vì gắn nó lên là dơi nó đi liền mọi người ơi. Thì bên đó thì có trồng tràm thì đất của người ta thì mình không nói được. Nhưng mà vòng vòng đây thì nhân thì làm sạch rồi. Đó thì cái chòi đó thì nhân lá dự trù. Ấy nó ra chưa hết đâu mọi người, nó ra còn lai gai nó còn rung lá cho nên rất là nhiều. Nhưng mà như vậy là giờ này là tầm khoảng 6:20 thì hôm qua thì có 6:30, hôm qua mình ra đây thì 6:30 nó mới ra đi ăn. Này nó đi ăn nó không có ở đây đâu, nó cứ ăn xa lắm. Nếu mà dơi nó đã về rồi thì mọi người cứ yên tâm không sợ dơi đi nha. Chỉ có sợ là gắn lên thì nó mới đi thôi. Chứ có một cái là ở đây thì nó có con chim thầy bói. Ở đây người ta gọi là con bù cắt á. Là nó chuyên ra là nó lại đảo đớp con dơi này nè. Mọi người cứ nên cẩn thận nó. Thì nó rất là nhanh luôn, dơi nó cũng dơi không làm không lại đâu. Nếu mà nó chịu vượt dơi rồi thì chắc chắn con dơi nó phải chết. Nên à, mình hồi nãy mình cũng có đem một cái ná theo để mình coi có nó thì bắn. Hôm qua mình có bắn trúng một con, bắn trúng nó kêu rồi nhưng mà mình không có, tối quá mình không có kiếm nó nên là thôi mình quyết định bỏ nó vô. Nói ra thì vậy không hết mau đâu, nó cứ gà lại gà vậy đó mọi người. Chứ nó nếu mà nó gà nhiều quá là nó tuôn một cái là nó đụng cột là beng beng luôn thì nó đau, nó không có gà nhiều. Rồi video thì cũng hơi dài, xin nhân xin kết thúc. Thì cuối video thì nhân cũng xin cảm ơn Thuận rất là nhiều. Mọi người nhớ đăng ký vào kênh Săn Bẫy của anh Thuận nha. Thì cuối video thì Nhân cũng xin chú cảm ơn anh Thuận. Thì chúc anh Thuận dồi dào sức khỏe và mua bán đất anh Thuận ơi. Rồi nếu mọi người thấy hay thì anh Thuận có chia sẻ, mọi người thấy hay thì like và chia sẻ giúp anh Thuận nha.
Rồi Nhân xin chào mọi người. Chào anh Thuận luôn nha anh Thuận ơi. Đó, nó bay ra anh em thấy rõ không? Nó bay ra đó. Con này có nghĩa là con dơi đầu đàn phải. Nó bay ra coi có trời mưa hay là này kia không á. Nó giờ nó ra đó anh em. Nó tổ ra đó anh em ơi. Nó chở một góc thôi nha anh em. Nó một tuần mình treo máy nha anh em, hiệu quả cũng tốt á. Cái này là cái thành quả của cái máy túc dơi của ông. Cảm ơn anh Thuận phải không? Nó một tuần nó về á, được khoảng 30 con, mà tại vì cái thời gian mình ấy nó không có đúng giờ như anh Thuận chỉ nữa, tại mình cũng đi làm phải không? Mình đi làm nhiều khi mình cũng làm sai giờ. Anh Thuận chỉ nhiều khi khuya 4 giờ sáng, 4 giờ sáng là mình ra mình treo cho tiếng nó, tiếng kêu, tiếng máy kêu anh em, cho dơi nó đi văng về là nó ghé vô chuồng mình ở luôn. Mình chỉ mua một tuần thôi mà mình chỉ treo có 4-5 ngày thôi, tại thời gian đi làm này, bữa có đi về quê nữa, về xứ 2 ngày nữa.